Tại Mỹ, công tác khắc phục hậu quả của siêu bão Sandy đang được tiến hành khẩn trương. Đây là một trong những trận bão gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Ước tính thiệt hại do trận bão này gây ra có thể lên tới 50 tỷ đô la Mỹ. Ngày hôm nay, thị trường chứng khoán New York dự kiến mở cửa trở lại sau 2 ngày tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của siêu bão Sandy. Tuy nhiên, cuộc sống thường ngày tại Mỹ chưa thể trở lại bình thường sau bão. Hơn 8 triệu người hiện vẫn phải sống trong cảnh mất điện, hàng nghìn chuyến bay phải hủy bỏ, nhiều hệ thống giao thông công cộng, nhà ga, sân bay, trường học và công sở phải đóng cửa do bão. Ba lò phản ứng hạt nhân của Mỹ cũng đã phải ngừng hoạt động trong 2 ngày 29 và 30 tháng 10 do gặp sự cố về mạng lưới điện và các hệ thống làm mát. Về mặt kinh tế, công ty Global Insight cho rằng thiệt hại tại Mỹ do bão Sandy gây ra có thể lên tới 50 tỷ đô la Mỹ, trong đó các ngành bán lẻ, hàng không và xây dựng bị tác động nặng nề nhất. Có lẽ cơn bão Sandy sẽ là một trong 10 thảm họa gây bồi thường bảo hiểm lớn nhất. Theo thống kê, số người thiệt mạng do bão Sandy tại Mỹ và Canada đã lên tới 43 người, và đây chưa phải là con số cuối cùng do nhiều người vẫn đang mất tích. Nếu tính cả 67 người bị thiệt mạng ở các nước vùng Caribe, thì tổng số người bị thiệt mạng trong cơn bão này là 111 người.